vụ án Vạn Thịnh Phát kết thúc, Tổng Trọng thua 2 Nhật đến 3-0. Phía nhà cầm quyền cho biết đại án Vạn Thịnh Phát sẽ được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử trong gần 2 tháng, từ mùng 5 tháng 3 đến 29 tháng 4. Số lượng bị cáo trong vụ án này rất lớn, lên đến 86 bị cáo. Nội dung xét xử có hành vi chiếm đoạt tới 304.000 tỷ đồng của SCB. Ngoài bà Trương Mỹ Lan là nhân vật chính, 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước, 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn. Vụ án Vạn Thịnh Phát kết thúc nhưng chẳng thấy bóng dáng Hai Nhật đâu. Có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong đó, riêng bà Lan có 5 luật sư bao gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thành Đức. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2022 sau 14 tháng điều tra. Đến nay, hồ sơ đã khép lại. Tuy nhiên, bóng dáng của nhân vật đỡ đầu cho bà Trương Mỹ Lan thì vẫn không thấy xuất hiện. Điều đáng nói là sau khi Tô Lâm cho bắt Trương Mỹ Lan thì mới khui ra tội của đại gia Nguyễn Cao Chí. Rồi từ ông Nguyễn Cao Chí mới lòi ra đàn lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng. Kết quả, già lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng từ bí thư đến chủ tịch đều phải bị bắt giam. Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã có rất nhiều cái chết bí ẩn, kỳ lạ. Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt 2 ngày, ngày 6 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, đột ngột qua đời. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Còn sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt 2 ngày, thì bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người bị bắt cùng ngày với bà Lan đã qua đời trong trại tạm giam. Điều kỳ lạ là báo chí nhà nước đồng loạt xóa tin về cái chết bí ẩn này của bà. Xa nữa là cái chết của Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam. Ông này đã chết vào ngày 18 tháng 2 năm 2014. Ông Ngọ chết chỉ một ngày sau khi có quyết định đình chỉ chức Thứ trưởng Bộ Công an vì tội làm lộ bí mật nhà nước. Cái chết của ông xảy ra sau khi cựu chủ tịch hội đồng thành viên Vinalize Dương Chí Dũng khai đã nhận của bà Trương Mỹ Lan 20 tỷ đồng, tức là tương đương 1 triệu đô la Mỹ, để chuyển cho ông Ngọ. Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu những người liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã bị đưa ra trừng phạt hết hay chưa? Câu trả lời là chưa. Có những con cá gọc rất lớn nhưng vẫn thoát sau khi Tổng Trọng tung lưới bắt Trương Mỹ Lan. Những cái chết đột ngột của những người có liên quan đến bà Lan và Vạn Thịnh Phát đã ngắt mạch điều tra. Còn mạch điều tra đấy dẫn đến ai, quan chức nào thì cho tới nay vẫn chưa có lời giải đáp. Cái chết của ông Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Phương Hồng rất có thể là để cứu ai đó khỏi rơi vào vòng lao lý. Hai Nhật đang là tảng đá rất lớn mà Tổng Trọng húc mãi không đổ. Vạn Thịnh Phát bắt đầu phất lên từ khi ông Lê Thanh Hải lên làm chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan trở thành bà trùm bất động sản là lúc ông Lê Thanh Hải vào Bộ Chính trị và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tới 2 nhiệm kỳ. Vào năm 2006, Lê Thanh Hải trở thành ủy viên Bộ Chính trị, thì từ năm 2007, Vạn Thịnh Phát bắt đầu thâu tóm bất động sản, đất vàng tại các vị trí đắc địa nhất của Sài Gòn. Đã có ít nhất 3 lần ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Lê Thanh Hải. Lần thứ nhất là bới ra sai phạm của Thủ Thiêm. Lần thứ nhì là cho bắt Lê Tấn Hùng, em trai ông Lê Thanh Hải. Lần thứ ba là bắt bà Trương Mỹ Lan. Nhưng cả 3 lần đều không thể làm gì được Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải. Hiện nay Tổng Trọng đã gần đất xa trời, rất khó để ông làm thêm một đợt nữa tấn công vào xào huyệt của Lê Thanh Hải. Cơ hội quật ngã Lê Thanh Hải xem như đã kết thúc đối với cuộc đời của ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vụ án Vạn Thịnh Phát kết thúc, Tổng Trọng thua Hai Nhật đến 3-0.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nàng Á hậu băm nát đồi cù, vuốt mặt chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Vào hồi tháng 1, trên mặt cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một tòa nhà được xây dựng giữa đồi cù Đà Lạt. Đồi cù là một điểm nhấn thiên nhiên giữa lòng thành phố Đà Lạt. Kế hoạch kế bên là Hồ Xuân Hương thơ mộng. Chưa hết, tòa nhà này có giấy phép được xây dựng hay không, nhưng trước đó nó băm nát đồi cù, vốn là nơi nổi tiếng là cảnh đẹp sơn thủy hữu tình giữa lòng thành phố Đà Lạt. Đây chính là tòa nhà của câu lạc bộ golf đồi cù Đà Lạt. Tòa nhà này đã chắn mất biểu tượng núi Lang Biang, khiến dư luận bức xúc. Sau đó, báo chí mới phanh phui ra rằng tòa nhà này xây dựng trái phép. Ở đất nước này, chỉ cần người dân đổ một xe cát để sửa nhà là chính quyền có mặt hạch sách ngay lập tức. Nhưng lại không ai phát hiện ra một tòa nhà nằm chính ình giữa đồi cù, ngang nhiên xây dựng không phép, thì quả là rất lạ. Tòa nhà này đã băm nát đồi cù, xây sai phép và một số hạng mục không phép. Bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã xử phạt đơn vị chủ quản 240 triệu đồng vì xây dựng tòa nhà câu lạc bộ sân côn sai phép và có hạng mục xây không phép. Thực ra, việc phạt 240 triệu đồng với các đơn vị chủ quản chỉ là đối phó với dư luận. Một số người trong ngành xây dựng cho biết chủ đầu tư được chính quyền thành phố bật đèn xanh nên mới dám làm. Chẳng qua bị dư luận lên tiếng mạnh quá thì họ mới xử phạt để mà đối phó mà thôi. Hầu hết các báo cáo viết về công trình này đều đề cập đến đơn vị chủ quản một cách chung chung, chứ không gọi tên doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp này. Như vậy đủ thấy quyền lực của nhân vật này lớn cỡ nào. Chủ dự án của tòa nhà câu lạc bộ golf đồi cù Đà Lạt là công ty cổ phần Hoàng Gia. Doanh nghiệp này chủ sở hữu của khách sạn 5 sao Đà Lạt, trước đây là Sofitel Đà Lạt, khách sạn 4 sao Dubac Hotel Đà Lạt, trước đây là Novotel Đà Lạt và sân golf Đà Lạt Golf Club. Được biết, cổ đông sáng lập công ty cổ phần Hoàng Gia là Á hậu Dương Trương Thiên Lý, một mỹ nhân người Đồng Tháp còn rất trẻ. Cô sinh năm 1989, tức chỉ mới 35 tuổi, nhưng Á hậu này đã sở hữu đến 78% cổ phần trong Hoàng Gia. Ngoài Hoàng Gia, Á hậu Thiên Lý đã và đang đóng góp vốn thành lập để sở hữu nhiều doanh nghiệp liên quan khác. Á hậu Thiên Lý là cổ đông sáng lập và sở hữu 85% vốn góp tại công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn, đơn vị sở hữu bản quyền của Thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam trong 15 năm qua. Cô cũng là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần Rồng Ngọc với 80% vốn điều lệ. Ngành kinh doanh chính của công ty là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Nhưng hiện nay Á hậu Thiên Lý đã thoái hết vốn tại công ty cổ phần Rồng Ngọc. Trước đó, Á hậu Thiên Lý từng sở hữu 99,94% vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Rồng Thái Bình Dương trước khi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho người khác vào năm 2013. Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Á hậu Thiên Lý cũng từng sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Anh NT, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2012, trụ sở chính tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngành nghề chính là xây dựng. Ngoài bất động sản, Á hậu Thiên Lý cũng lấn sang lĩnh vực giáo dục khi góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục vào năm 2016. Doanh nghiệp này sở hữu hệ thống 5 trường mầm non quốc tế tại Sài Gòn. Á hậu Thiên Lý hiện vẫn nắm giữ tới 50% vốn góp tại hệ thống này. Đấy là những gì mà nàng hậu Thiên Lý có được đi cùng với tài sản khủng, thế lực mạnh, là các mối quan hệ khủng với quan chức của chính quyền. Sự cấu kết quyền tiền là không thể thiếu cho các nhóm lợi ích. Vì sự cấu kết như thế nên cô Á hậu mới được cho xây tòa nhà khổng lồ sai phép mà chính quyền Đà Lạt vẫn làm ngờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Nàng Á hậu băm nát đồi cù,
vuốt mặt chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.